Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách mà các bạn có thể thực hiện được ba cái hình lá tẹt cơ bản, đó chính là hình tim, hình tulip và hình rosetta. Và nếu mà đây là những gì mà các bạn quan tâm ấy, thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu thôi. Ok, và trước tiên thì mình muốn chia sẻ lý do tại sao mình làm cái tập lần này. Thì nếu mà các bạn nào mà theo dõi kênh của mình thì cũng biết rồi, thực chất thì công việc chính của mình không phải là đi làm cà phê đâu, mà là dạy cà phê các bạn ạ. Và cái công việc dạy cà phê thì mình đã làm được khoảng cỡ 5 năm rồi, từ năm 2017 cho tới nay. Và cái công việc dạy đấy thì mình làm ở mọi nơi, từ training studio của mình hồi mình còn ở trên Sydney này, tại xưởng giang của những cái bên mà người ta thuê mình này, hoặc là tại quán của các cái khách hàng thuê mình về dạy cho nhân viên của họ, hoặc là những người mà có máy cà phê ở nhà người ta cũng thuê mình về dạy cà phê tại nhà cho người ta nữa. Mình nói thật là phải đến cả ngàn người rồi ấy. Tiếp xúc được với nhiều người, nhiều trường hợp như vậy ạ, nên là càng ngày thì cái kỹ năng và cái kiến thức dạy của mình ấy, nó càng được củng cố, để mà hôm nay mình cho ra một cái số đảm bảo sẽ rất là hữu ích cho các bạn. Và trước khi bắt đầu vào cái phần chính ấy, thì mình khuyên các bạn là nếu bạn nào mà chưa theo dõi cái phần 1 về latte art của mình thì các bạn nên xem. Mình sẽ để cái đường link ở đâu đó ở đây ha, để cho các bạn xem lại. Thì ở cái phần đó mình đã giải thích rất kỹ, rất dễ hiểu, rất chi tiết về tất cả các trường hợp, tất cả những cái kiến thức cơ bản mà các bạn cần biết trước khi bắt đầu cái số lần này rồi. Ở số lần này thì mình cũng sẽ nhắc lại một chút, nhưng mà ở cái số trước thì mình sẽ giải thích kỹ hơn rất là nhiều, nên là bạn nào mà chưa xem thì nhớ bấm vào link để mà xem lại các bạn nhé. Ok, và đầu tiên thì mình phải nhắc lại, latte thì nó có cả hai cái phần chính. Phần một là cái phần tạo nền và phần thứ hai là phần tạo hình. Thì ở cái phần tạo nền này mình phải nhắc lại một vài các cái kiến thức cơ bản cho các bạn. Đầu tiên đó chính là ở cái phần tạo nền, các bạn sẽ phải tạo ở một cái khoảng cách vừa phải ha. Tạo khoảng cách vừa phải, đừng có xa quá và đừng có dí gần sát xuống. Bạn tạo một khoảng cách vừa phải. Và một cái điều rất là quan trọng nữa là cái dòng của các bạn phải đều. Dòng đều nghĩa là sao? Khi mà các bạn đổ ra, các bạn đừng có lắc nhiều quá hay là đổ mạnh nhẹ, thay đổi tập làm sao cho cái dòng trôi ra từ cái ca của bạn ấy nó phải đều. Bạn nào mà có một cái ca đánh sữa ở nhà hay là quán mượn từ quán về ấy, thì các bạn cứ tập làm sao đổ nước vào đó và đổ ra. Khi mà các bạn đi xung quanh, tay của các bạn vẫn phải giữ làm sao để cho cái dòng nó ra đều. À, một cái mẹo ở đây mình khuyên các bạn để cho sao cho nó dòng đều ấy, là các bạn đừng có xoay bằng cái cổ tay này nhiều ha. Xoay cổ tay nhiều thì dòng nó sẽ dễ bị đứt đó. Các bạn cố gắng là giữ cho nó hơi cố định ở cái phần cổ tay này một tí. Và khi mà xoay thì các bạn sẽ tập trung làm sao cho cái dòng nó ra đều. Khi mà các bạn bị đứt dòng ấy, nhiều khả năng ấy, là do các bạn thay đổi cái độ cao lên xuống này. Tay nó cứ xoay như thế này thì dòng nó sẽ lúc ra được, lúc không ra được, lúc ra nhiều, lúc ra ít. Thế nên là các bạn tập trung là đừng có xoay quá nhiều, xoay ít lại thôi. Rồi đến khi nào mà các bạn cảm nhận được là cái dòng bạn ra đều rồi thì cái lúc đấy mình nói thật là kể cả bạn có xoay cổ tay như một vài các video các bạn nhìn ấy, cái lúc mình làm tay mình, cổ tay mình vẫn xoay, nhưng mà quan trọng là dòng ra đều. Tại vì mình đã hiểu được cái chuyện là dòng nó ra đều thì là cái màu cà phê nó sẽ đẹp. Đó, thì đấy là một vài cái yếu tố mình nhắc trước như thế. Và một cái điều quan trọng tiếp theo của phần tạo nền đó chính là các bạn đừng có tạo nền nhiều quá. Ở các cái hình khác khi mà mình hướng dẫn về sau thì nó sẽ có các cái độ tạo nền cụ thể riêng. Nhưng mà đa phần với những cái hình cơ bản này, với những cái hình latte cơ bản là hình tim, hình tulip, hình rosetta, thì cái phần tạo nền nó chỉ khoảng cỡ 50% hoặc trên dưới 50% một tí thôi. Các bạn mà tạo cái phần nền quá nhiều sẽ dẫn tới việc là các bạn không còn được khoảng trống để mà vẽ hình. Thì những cái hình nào mà cần nhiều chi tiết, ví dụ như là những cái hình lắc ấy, những cái lúc mà các bạn cần lắc sữa, là những cái lúc mà các bạn cần phải có nhiều khoảng trống để cho cái dòng sữa nó trôi ra, thì đừng có tạo nền quá nhiều. Rồi là những cái phần hình nào mà ví dụ như kiểu là hình wing tulip, các bạn nào mà thấy những cái hình wing tulip mà người ta lắc những cái vân ở phía dưới rồi người ta trồng nhiều cánh lên trên ấy, những cái hình đó là những cái hình mà không bao giờ nên làm nhiều ở cái phần nền cả, tại vì các bạn sẽ bị hết khoảng trống cho cái phần tạo hình đó. Thế nên là phần tạo nền ấy, chỉ khoảng 50% trong cốc là đẹp rồi. Các bạn chỉ cần là nghiêng cốc một góc 45 độ, xong rồi các bạn cứ giữ cái cốc nghiêng như vậy và các bạn cứ rót sữa vào cho đến lúc nào mà sữa nó dâng gần đến mép cốc thì các bạn dừng lại. Và nếu mà các bạn thử thẳng cái cốc lại lúc đó, các bạn sẽ xem là cái lượng sữa nó đến bao nhiêu phần trăm rồi. Nếu mà được khoảng 50% nghĩa là các bạn tạo nền ở cái khoảng vừa đủ rồi đấy. Còn nếu mà nhiều quá thì các bạn cố gắng là các bạn hãm cái dòng đi một tí, đừng có cho dòng ra nhiều quá ha, đừng có đổ xuống nhiều quá. Hoặc là các bạn có thể nghiêng cốc thêm nhiều, góc nghiêng mà cốc càng nhiều thì cái phần nền nó sẽ càng bị ít lại. Đó, nó đến được một tí, nó chỉ có một khoảng trống rất là bé thôi là nó đến được cái phần mép rồi. Thế nên là nếu mà các bạn nào mà cứ cảm thấy là mình hay bị tạo phần nền quá nhiều, các bạn có một cái mẹo là các bạn chỉ cần cầm cái cốc nghiêng nhiều đi lúc đầu thôi cho mình. Đấy là cái phần tạo nền các bạn nó sẽ tự nhiên nó sẽ bị tạo ít lại ngay. Đấy là một cái mẹo các bạn nhé. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái hình cơ bản đầu tiên, đó chính là cái hình tim các bạn nhé. Cái hình này thì chắc chắn là các bạn nào mà mới nhập môn vào latte art và sẽ bắt đầu từ cái hình tim đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn chắc là bắt đầu từ cái phần đánh sữa đi ha, tại vì sữa đó là cái nền tảng của tất cả các cái hình luôn chứ không phải mỗi hình tim. Thì bây giờ chắc là anh cameraman qua bên này giúp mình. Ok,
Mình sẽ chắc là làm một số riêng về cái phần đánh sữa các bạn nhé. Tại vì sữa nó là một cái chủ đề mà phải nói rất là nhiều thứ cơ. Nhưng mà ở phần này thì mình sẽ nói cho các bạn nhanh một cái là khi mà các bạn đánh sữa, nhiều bạn chắc là sữa không được mịn. Có một cái mà các bạn có thể làm rất là đơn giản thôi là các bạn bật cái vòi đánh sữa lên ấy, các bạn bật đúng lực ha, mở đúng lực, đừng có mở quá, đừng có mở nhẹ quá hay là đừng có mở mạnh quá. Đó. Và một cái thao tác khi mà các bạn bật mở, bật tắt ấy là các bạn nên dứt khoát bật lên. Tắt đi, nóng rồi là dứt khoát tắt đi. Đó. Thì mỗi lần các bạn mở lên dứt khoát, tắt đi dứt khoát, nó đã giúp các bạn rất là nhiều so với cái việc là các bạn mở chậm như này rồi. Được chưa? Hoặc là đó, hoặc là các bạn mà mở nhanh quá, không các bạn điều chỉnh khiển như này, nó cũng không có được tốt nhá. Nên là mở đúng lực. Ở đây mình có đánh số là 1, 2, 3 ở đây là để cho khi mà mình dạy các bạn mới á, đó, các bạn sẽ biết được là nên mở cái mức nào cho nó phù hợp. Và mình nghĩ đây là một cái mẹo mà các bạn cũng nên áp dụng cho những cái máy nào mà các bạn phải điều chỉnh cái hơi, nó có nhiều mức mạnh nhẹ khác nhau á. Thì các bạn nên đánh cái số vào, kể cả những cái máy mà bật bằng cái vòi vặn cũng vậy. Các bạn nên đánh cái mũi tên ở các phía bên hông máy á, là mức nào vặn đến đâu là mức 1, mức 2, mức 3. Thì sẽ phù hợp cho ca nhỏ, ca vừa, ca lớn kiểu thế. Thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Đấy là một cái mẹo. Khi mà mình đánh sữa trong ca nhỏ này thì mình sẽ chỉ mở hơi ở khoảng là giữa 1 và 2 thôi. Đó, không có mở quá 2, tại vì như vậy á, sữa nó sẽ xoay rất là nhanh, nóng lên rất là nhanh và mình cũng tạo bọt cũng khó khăn hơn. Đó, nên là mình mở vừa đủ lực, tạo bọt sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó, vậy thôi. Đó, tiếng tạo bọt rất là đều, đúng không? Xong sau đó thì đợi cho nó nóng lên này. Tắt đi này. Ok. Sau khi mà các bạn đã có một cái sữa tốt rồi thì các bạn nên thao tác nhanh để mà sang cái phần vẽ hình luôn. Rồi, ở đây thì mình có một cái lưu ý về cái hình tim. Đó, là như thế này, khi mà các bạn vẽ hình tim á, các bạn nên làm cái phần nền á chỉ khoảng cỡ từ 40 cho đến 70% thôi. Và 40 hay 70% á, ít hay nhiều á, thì còn phụ thuộc xem là các bạn muốn kích cỡ hình tim của các bạn to hay nhỏ, hay là các bạn muốn cái hình tim của các bạn ấy, nó có các cái vân ở bên trong hay không. Tại vì khi mà các bạn muốn những cái hình tim mà cầu kỳ mà có vân viết các thứ này nọ thì các bạn phải có nhiều khoảng trống để làm cái đó. Nên là đừng có làm cái phần nền quá nhiều. Rồi, nếu mà chỉ là một cái hình tim cơ bản á, không có thêm một cái nét gì khác á, thì mình sẽ làm khoảng cỡ 50-70% cái phần nền. Đó, là mình thấy là kích cỡ của hình tim nó vừa đủ đẹp nhất. Còn nếu mà các bạn mà làm cái hình tim nó có vân á, thì mình khuyên các bạn nên chỉ bắt đầu cái phần nền á, vẽ khoảng 40-50% thôi. Thì khi đó các bạn đưa cái ca xuống, các bạn có thể thả cái sữa ra mạnh hơn, lắc được nhiều hơn và vẽ được các cái nét chi tiết hơn. Thì bây giờ mình sẽ làm mẫu hai hình tim ha. Một hình là hình tim cơ bản, là hình tim không có nét lắc gì hết. Và cái cốc thứ hai thì mình sẽ vẽ cho các bạn xem cái hình tim lắc. Ok. Rồi, nói một lúc thì cái sữa mình nó cũng khá là đặc rồi, nên là mình sẽ phải lắc nó mạnh lên một chút để cho nó quyện cái sữa lại. Rồi, ok. Và chắc là mình rắc một tí bột chocolate lên đây cho nó có một chút tương phản, các bạn nhìn cho nó rõ ha. Rồi, lắc sữa lên. Sữa mà không lắc lên á thì đổ nó hay, rất là hay bị tách. Nên là các bạn nhớ là phải lắc sữa liên tục. Rồi. Ok, và nếu mà các bạn làm một cái hình tim đơn giản thôi á thì các bạn sẽ làm cái phần nền này cao lên một chút, khoảng cỡ 50% này. Đưa xuống vào khoảng khu vực 2, vừa đổ vừa thẳng cốc lại, đến cuối nhấc nhẹ lên cắt qua một cái. Rồi, các bạn thấy không? Hình tim này nó không có to quá, nó không có bé quá. Đó, nó rất là vừa kích cỡ. Và một điều nữa là mình phải nói về một chuyện là hình, là bố cục hình. Các bạn có để ý là trong cái hình này thì cái hình tim nó nằm khá là chính giữa không? Và làm sao để cho các bạn có thể luyện làm cái hình tim chính giữa như vậy thì các bạn nên nhận biết về bố cục trong hình. Thì bây giờ mình sẽ chia bố cục cốc một cái hình tròn như thế này này. Nó làm 4 phần. Phần sát mép cốc này là phần 1, khu vực 1. Phần ở ngay phía trên quai cầm này, đó, thấy không? Khu vực này trên quai cầm là khu vực 2, chính là cái khu vực mà mình sẽ đưa cái mũi ca xuống và rót cái sữa ra. Đó. Thì khi mà các bạn rót sữa vào khu vực 2, sữa nó sẽ lan ra đến chính giữa hoặc là lan xuống đến khu vực 3. Nhưng mà nó sẽ nằm ở trong khoảng giữa. Cái khu vực 2 và khu vực 3 là cái khu vực đẹp nhất để mà các bạn làm hình latte art. Hầu hết những cái hình latte art cơ bản đều nên làm ở khoảng khu vực 2 và khu vực 3 thôi. Dưới quai cầm này là khu vực 3 này các bạn này. Và cái phía dưới đáy cốc này luôn là khu vực 4. Thì rất là ít khi, hầu như là rất là ít hình mà mình bắt đầu ở khu vực 4. Hầu hết các hình đều bắt đầu ở khu vực 2 hoặc là giữa 2 và 3 hoặc là khu vực 3. Chứ hầu như là không có bắt đầu ở khu vực 4. Thì với cái hình tim các bạn thấy rồi đấy, mình sẽ đưa cái mũi ca này xuống khu vực 2. Đó, đưa sát xuống và rót cái dòng sữa mạnh ra, giữ cái mũi ca sát ở cái khu vực 2. Thì vừa rót vừa nghiêng thẳng cái cốc lại, cái sữa nó sẽ tự trôi đến và nằm ở giữa khu vực 2 và 3. Nó sẽ thành cái hình nằm chính giữa như thế này luôn. Xong sau đó thì khi mà cốc nó đầy, mà nhớ là phải rót cho đến khi nào cốc nó đầy nhá. Nhiều bạn là vừa mới rót xuống là đã cắt luôn rồi thì nó không có ra được cái hình này đâu.
các bạn phải rót cho lên lúc nào mà cốc nó gần đầy luôn thì các bạn hãy nhấc nhẹ lên, cắt cho đến khu vực 3 hoặc là khu vực 4 thì nó sẽ ra được cái đuôi của hình trái tim như vậy thôi. Rất là đơn giản đúng không nào? Các bạn nào mà chưa hiểu thì cứ tua lại cái video đó xem, hoặc là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái video mà mình đã chuẩn bị sẵn để cho các bạn xem cái hình tim làm như thế nào ha. Và bây giờ thì mình sẽ nói tiếp đến cái hình tim vân ha các bạn nha. Rồi, và như các bạn đã biết rồi đấy, với cái hình tim vân cần chi tiết hơn thì mình sẽ làm cái phần nền ít hơn một chút. Và một cái lưu ý ở phần đánh sữa nha, một cái lưu ý nhỏ nha, là những cái hình mà các bạn cần cái nét lắc á, các bạn đừng có đánh cái sữa dày quá, đấy là một cái mẹo. Sữa dày quá, lắc cái sữa nó bị đặc, rất là khó lắc. Đó, đánh cái sữa mỏng vừa đủ thôi, đừng có mỏng quá nó trôi đi mất. Cố gắng đừng có để cho bọt quá dày, hoặc là không có tí bọt nào cũng không được. Đó, nhưng mà mỏng lại một chút thì khi đó cái nét lắc của bạn nó sẽ đẹp hơn. Đó, nó sẽ rõ, nó nét hơn, nó chi tiết hơn. Rồi, và các bạn, bonus cho các bạn thêm một cái mẹo nữa, đó chính là khi mà mình làm những cái hình lắc á, mình thường á là mình cho qua một cái ca to hơn. Đánh sữa trong ca nhỏ cho nó đỡ bị phí sữa, nhưng mà khi mà vẽ thì mình vẽ trong cái ca to này. Tại vì ca to á, các bạn nhiều khoảng trống hơn, các bạn lắc được cái sữa tốt hơn này, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mà các bạn nghiêng cái ca ra á, đó, các bạn điều khiển cái sữa nó tốt hơn. Nên là mình rất là thích vẽ bằng ca lớn hơn so với cái cốc của mình đang chuẩn bị làm. Rồi, làm phần nền này, nhẹ nhàng, 40% thôi, dừng, đưa xuống, cũng vẫn là khu vực 2, lắc 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 lắc, nhấc nhẹ lên, kéo về phía trước. Rồi, đây là một cái hình tim vân. Với cái hình tim này á, tại sao mình làm được cái kích cỡ của hình nó to ra được như vậy, to hơn hẳn so với hình này luôn? Là tại vì là mình làm cái phần nền nó ít lại đi một chút, lúc nãy mình làm cái phần nền của cốc này là khoảng cỡ 50-60% gì đó. Còn phần này á, cốc này á, thì mình làm khoảng cỡ 40% thôi. Thì khi mà mình đưa cái mũi ca xuống, sữa của mình nó sẽ ra được nhiều hơn, mình lắc cũng tự nhiên hơn, tim của mình nó sẽ có nhiều vân hơn. Đó, các bạn thấy không? Nên là bạn nào mà muốn làm không phải chỉ mỗi hình tim vân đâu, mà tất cả những cái hình, ví dụ như là hình tulip vân, à, cái hình gọi là tulip vân nó hơi buồn cười, gọi là hình wing tulip, cũng cần các bạn sẽ phải mix cái phần nền ít lại một chút nhá. Ok, vậy là mình đã xong hướng dẫn cái phần tim nha. Và bây giờ mình sẽ đổi qua cái hình tiếp theo là cái hình tulip. Ok, và bây giờ cái phần hình tiếp theo mình hướng dẫn cho các bạn, đó chính là hình tulip, thấy chưa? Cái hình mà nâng cấp, phiên bản nâng cấp của cái hình tim, đó chính là hình tulip. À, nó là nâng cấp là tại vì sao? Thì các bạn như thấy đấy, nếu mà các bạn mà không có rót sữa ra hết một lần vào cái hình tim, mà các bạn chia ra làm nhiều lần rót khác nhau, thì nó sẽ có các cái layer khác nhau, các cái tầng khác nhau. Và các cái tầng đấy mình gọi là hình tulip, được chưa? Rồi, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái hình tulip gọi là cơ bản nhất, là cái hình tulip hai cánh thôi. Cứ miễn sao là nó hơn một tầng thì nghĩa là hình tulip rồi. Tulip hai cánh cũng được, còn tulip 3, 4 cánh, thậm chí 10 cánh thì vẫn được gọi là hình tulip thôi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đánh sữa trước, làm cho các bạn xem một cái hình tulip cơ bản. Rồi, và với những cái kiến thức mà như lúc nãy các bạn đã xem từ cái phần hình tim rồi, thì bây giờ mình sẽ nói lại một lần nữa là về cái phần mà tạo nền, các bạn sẽ tạo cho mình nền khoảng cỡ là 50%. Muốn hình tulip mà nhiều tầng hơn thì là tạo ít lại một tí, được chưa? Nhưng mà bây giờ tại vì mình làm cơ bản khoảng cỡ 2 tầng đến 3 tầng thôi, thì mình sẽ tạo nền khoảng cỡ là 50% hoặc là 60% luôn cũng được nhá. Rồi, còn cái lúc mà đưa xuống để mà vẽ hình ấy, nói về phần bố cục ấy, thì các bạn, cái nét đầu tiên các bạn đưa xuống ấy, các bạn nên đưa vào khoảng giữa khu vực 2 và 3. Đó, khoảng giữa cốc luôn. Thì khi mà đưa xuống giữa cốc ấy, cái hình nó sẽ trôi về phía trước, nó tạo nên cái tầng đầu tiên ở khoảng khu vực 3. Xong sau đó thì là các bạn sẽ dừng cái mũi ca lại, đừng có đổ tiếp nữa. Đổ đến khoảng tầm cỡ 70-80% thôi, đừng có đổ đầy cốc. Thì mình dừng cốc, thì mình dừng sữa lại, xong sau đó thì mình đưa cái mũi ca về sát mép cốc, mình đổ thêm một cái tầng nữa ở cái khu vực 1, cái khu vực sát mép cốc á. Đổ cho đến khi nào đầy thôi, thì cái lúc đó các bạn sẽ lên được một cái tầng nữa và nhấc lên, cắt qua cả hai tầng luôn, các bạn sẽ được cái hình tulip. Ok, thì bây giờ mình cho các bạn xem này. Rồi, lắc cái sữa này, lắc cái bột này. Ok, đây ha. Rồi, thì các bạn sẽ làm cái phần nền cho mình này, nghiêng cốc này, khoảng cỡ 50% đây, chính giữa luôn,
dừng, đưa về sát mép đây, làm thêm một tầng nữa, nhấc nhẹ lên cắt. Đó. Rồi, mình đang làm ở một cái hình tulip gọi là khá là cơ bản nhá các bạn nhá. Chưa có cầu kỳ gì nhiều và ở đây mình phải gọi là cái hình khá là dễ, khá là cơ bản dành cho những cái bạn mới đó. Đó là các bạn làm hai tầng như vậy. Được chưa? Nhưng mà các bạn có thấy được cái nguyên tắc của cái hình tulip nó làm sao không? Cái tầng này các bạn thấy không? Nó đang là cái tầng nằm ở giữa khu vực 2 và khu vực 3. Đó, các bạn vẽ vào đúng chính giữa cái đường này thì khi mà cái sữa nó lan tới, nó sẽ lan tới đây. Các bạn mà vẽ ở đây có được không? Được, đưa mũi cao xuống khu vực 2 thì cũng được, nhưng mà nó sẽ lan đến khoảng đến đây thôi. Nếu mà các bạn mà không đổ đủ mạnh thì nó sẽ chỉ lan đến khoảng giữa thôi. Thì có khả năng là các bạn sẽ bị hết khoảng trống cho cái hình ở phía bên trên, cho cái tầng ở phía bên trên. Thế nên là nếu mà để an toàn ấy, thì các bạn đưa hẳn mũi cao xuống cái khu vực giữa này này. Thì khi đó sữa nó sẽ trôi đến khu vực 3 là đẹp nhất. Xong sau đó các bạn sẽ dừng và đưa cái mũi ca về khu vực 1 hoặc là khu vực 2, vẽ thêm một cái tầng nữa ở đó, đưa mũi ca sát xuống lại, rót sữa ra một lần nữa. Lúc đó nó sẽ ra được một cái hình tầng tiếp theo và nhấc lên, các bạn cắt một phát qua là thành hình tulip thôi. Đó, hai cánh, rất là đơn giản. Rồi, và bây giờ nếu mà các bạn mà muốn làm một cái hình tulip mà nhiều tầng hơn có được không? Được, nhưng mà các bạn sẽ phải đừng có làm nền quá nhiều là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á là các bạn sẽ phải chia cái số lần đổ lên thành nhiều hơn. Đó, cộng với nữa là mỗi lần các bạn đổ xuống ấy, các bạn đừng có rót quá nhiều. Bây giờ lấy ví dụ là mình sẽ làm một cái hình tulip xem nào. Khoảng cỡ 4 tầng đi ha, 4 tầng đi. Từ 2 lên 4 đi. 2 lên 3 cũng được, nhưng mà thôi mình vẽ 4 tầng đi. Rồi. Với 4 tầng thì mình sẽ làm phần nền khoảng cỡ 40 cho đến 50%. Rồi. Nghiêng cốc này. Rót nhẹ nhàng này, đây là 30 này, 40% dừng. 1 2 tầng 3 tầng. Và tầng cuối cùng bao giờ cũng là tầng ở phía trên cùng, cắt qua. Đó, hình tulip 4 tầng, 4 cánh. Rồi, và các bạn thấy như nào ạ? Với ba cái tầng đầu tiên, ba cánh đầu tiên là mình áp dụng cùng một công thức, là mình đưa cái mũi ca xuống vào cái điểm giữa và cái khoảng giữa này này. Đó, và rót mạnh, rót thấp xuống. Đồng thời là hơi nghiêng nhẹ cái cốc theo, di chuyển cốc nhẹ theo, thì cái lúc đó cái hình nó sẽ có cái đà nó trôi nhẹ về phía trước. Và mình sẽ dừng lại và mình quay về đây, mình làm đúng lại một lần nữa như thế. Đó. Và mình lại làm đúng một lần nữa như thế, nên là thành ra ba cánh rồi. Được chưa? Tức là các bạn sẽ đổ vào cùng một điểm cho mình ha. Đổ vào khoảng cùng cái điểm này này. Cứ mỗi lần đổ thì các bạn lại đổ mạnh ra, hơi nghiêng nhẹ cốc lại. Tự nhiên nó sẽ tạo cái đà để cho cái hình nó trôi, nó đẩy dần xuống. Nó sẽ có cái khoảng trống cho cái cánh tiếp theo nó đi vào thôi. Đó. Và cái cánh cuối cùng bao giờ cũng là cái cánh mà các bạn sẽ đừng có vẽ ở đây nữa, đừng có rót ở đây nữa, các bạn phải về sát mép cốc này này. Đó, và rót ở đây cho nó đầy cốc lên thì nhấc nhẹ lên và cắt qua thôi. Là các bạn đã có một cái hình tulip nhiều cánh như này rồi, 4 cánh. Thích thì các bạn lên 5-6 cánh cũng được, nhưng mà nó cùng một cái công thức là như vậy. Mình thậm chí mình có thể vẽ lên 10 cánh luôn cũng được. Tin không? Đó, muốn mà vẽ 10 cánh á thì phần nền phải rất là ít. Và thứ hai nữa là cái điểm bắt đầu của bạn á, lúc này không phải là điểm giữa nữa mà là phải rót xuống khu vực 3. Đó. Hay là mình làm luôn cho các bạn xem cái hình nhá. Ok, bây mình làm một cái hình tulip thôi, mình không nói là bao nhiêu cánh tại mình không có dám hứa, nhưng mà mình sẽ làm một cái hình tulip nhiều cánh hơn, nhiều hơn là 6 cánh, được chưa? Thì với những cái hình tulip mà nhiều cánh hơn hẳn như thế á, các bạn sẽ phải làm nền ít lại này. Đó, nhắc lại này, cái kỹ thuật làm là nền ít lại. Và cộng với nữa là các bạn sẽ phải mỗi lần rót các bạn sẽ phải ngắt cái sữa nó sớm hơn một tí. Cộng với nữa là gì ạ? Các bạn sẽ càng lên những cái cánh trên ấy, các bạn sẽ phải dịch dần về mép cốc một chút, thấy chưa? Nhưng mà với những cái cánh đầu tiên thì các bạn sẽ phải rót ở cái khu vực khoảng cỡ là khu vực 3 đi. Mình nghĩ là khoảng khu vực 3 đấy. Rồi, bây giờ cùng cho các bạn xem thực tế luôn để cho các bạn hiểu. Ok, bây giờ mình sẽ đặt chỉ tiêu là trên 6 cánh. Đó, mình không nói chính xác là mình sẽ chuẩn bị làm bao nhiêu cánh, mà mình sẽ đặt chỉ tiêu là mình làm trên 6 cánh. Và các bạn sẽ xem các cái kỹ thuật làm mỗi lúc mình rót một cánh nha. Các bạn để ý cho mình xem là mình làm phần nền bao nhiêu này, rồi là mình rót vào khu vực nào cho mình ha. Mỗi cánh là mình rót vào khu vực nào, được chưa? Rồi, nghiêng cốc này, nghiêng nhiều đi một tí ha. Rồi, vậy thôi. Đó, cánh đầu tiên này, rót hơi sâu về sau một tí. 2 này, 3 này,
4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đó, 7 cánh. Thấy không? May quá, chỉ có nói là trên 6 cánh thôi chứ không nói là 10 cánh. Nói 10 cánh mà bây giờ là fail rồi. Mỗi lúc rót xuống các bạn đưa xuống, đổ cái sữa ra rất là dứt khoát và ngắt cái sữa. Cộng với cái nhịp mỗi lần mà các bạn rót, cộng với cái nhịp nghiêng cốc nhẹ lại, rót dứt khoát, nghiêng cốc nhẹ, rót dứt khoát, nghiêng cốc nhẹ, rót dứt khoát, nghiêng cốc nhẹ, là cái sữa nó sẽ tự dồn tới, dồn tới, dồn tới. Đó, rồi, thì đấy nhá, đấy là một cái hình mà tim nhiều tầng nhá. Còn bây giờ, sorry, không phải hình tim, hình tulip nhiều tầng ha. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái hình tulip vân, hình wing tulip, thấy chưa? Rồi, wing nghĩa là sao? Nghĩa là các bạn sẽ có cái tầng đầu tiên nó cao lên, nó cong hẳn lên trên, sát lên trên luôn. Nhìn nó như kiểu là cái cánh á, nên là nó gọi cái hình đấy là hình wing tulip. Thì với hình wing tulip các bạn cũng có thể bắt đầu bằng cái việc là làm wing tulip hai cánh thôi. Nghĩa là cánh đầu tiên các bạn sẽ lắc và cánh thứ hai thì các bạn sẽ chỉ có rót cái hình tim ra và cắt thôi, được chưa? Mình sẽ bắt đầu từ cái hình đó ha. Ok, và như mình đã nói thì cái mẹo để mà làm cho các cái hình lắc nó dễ hơn ấy là đổi qua một cái ca to hơn, sữa sẽ tốt hơn, điều khiển sữa sẽ tốt hơn. Rồi, rắc tí bột lên cho các bạn nhìn rõ này. Rồi ok, wing tulip này các bạn nghiêng cốc nhiều đi, mix bay ít lại, vừa lắc. Đó, các bạn thấy cái cánh đầu tiên nó lên to không? Đó. Đây là một hình wing tulip. Cái phần cánh đầu tiên nó lên rất là cao. Đó. Và các cái nét ra được rất là nhiều các cái nét ở trong. Rồi, thì mình vừa mới làm, còn bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn xem. Là các bạn có để ý là cái lúc mà mình làm phần nền á, mình không có làm quá nhiều không? Mình làm á, chắc là chỉ khoảng cỡ 30-40% cái phần nền thôi. Xong sau đó á, thì là mình dừng và mình đưa cái mũi ca xuống và khoảng khu vực giữa, thậm chí là hơi nhách về khu vực 3 một tí cũng được luôn. Rót cái sữa ra ở cái khu vực đó, đó, rót mạnh xuống, rót sát, rót mạnh xuống và vừa rót vừa lắc nhẹ. Rồi, khi mà các bạn bắt đầu vào những cái hình mà có cái nét vân này này, nhiều bạn tập cái nét lắc ấy, các bạn hay bị lắc quá nhiều. Mình đa phần mình thấy các bạn là các bạn hay bị lắc trước khi các bạn rót và các bạn lắc nhiều quá, dẫn đến là sữa nó không ra đều, được chưa? Thì để mà làm tập làm sao ra được cái nét đều như này, mình chỉ cho các bạn cái mẹo tập. Đó, các bạn có thể tập rất là lâu các bạn mới nhận ra được cái đó, nhưng mà nếu mà các bạn nghe cái mẹo này của mình á, thì các bạn sẽ tập nhanh hơn này. Là gì ạ? Là khi mà các bạn lắc á, các bạn lắc bất kể một cái hình gì mà các bạn cần cái nét lắc á, các bạn đừng có lắc sớm, được chưa? Các bạn phải rót xuống trước rồi mới lắc. Đó, cái nét cái thao tác rót nó phải đều và nó phải đi trước, rót ra rồi mới bắt đầu lắc nhẹ theo, đấy chưa? Chứ đừng có bao giờ vừa mới sữa chưa kịp ra đã bắt đầu lắc rồi, thế thì cái dòng nó sẽ không có ra được đều đâu. Rót trước khi lắc là như thế nào ạ? Đây này, nhiều bạn là sau cái phần tạo nền, các bạn vừa chưa ra các bạn đã bắt đầu lắc rồi, thấy chưa? Thấy là cái dòng nó của các bạn nó không đều như này này, đó. Tại vì các bạn lắc mạnh quá mà trong khi sữa các bạn không có rót. Thì bây giờ muốn sửa cái đó, các bạn làm cho mình này, tập này. Rót tạo nền này, đều dòng tạo nền. Đưa xuống này các bạn phải rót ra trước đã, rồi các bạn mới lắc nhẹ trong cái lúc mà các bạn rót. Được chưa? Không cần phải là lắc quá nhiều. Không cần phải lắc quá nhiều các bạn nhá. Chỉ cần là các bạn rót đều trong khi lắc, đấy là cái quan trọng nhất. Các bạn cứ tập mỗi tay cầm một ca như thế này. Được chưa? Tập này, rót khoảng nửa cái phần sữa ra là cái phần nền đúng không? Dừng một cái này, đưa xuống rót ra đá, rồi lắc nhẹ. Phải tập trung làm sao trong cái phần lắc của các bạn ấy, cái dòng sữa của nó vẫn ra đều, không có bị dòng lúc ra nhiều, lúc ra ít. Đây, thì các bạn xem từ cái góc này các bạn chắc là sẽ nhìn được rõ hơn ha. Được không em? Nhìn được cái mũi ca không? Ok, rồi các bạn nhìn này, đó, cái dòng nó ra đều chưa? Dừng này, rót ra đá, lắc. Các bạn thấy không? Thực ra mình vừa rồi á, nếu mà bạn nào tinh ý nhìn thấy á, là cái nét lắc của mình vừa rồi không có đều, nhưng mà cái dòng sữa của mình trôi ra vẫn đều, hiểu chưa? Lại này, hồi đầu mình tập lắc mình cũng không lắc được đều đâu, nhưng mà cái nét vân nó vẫn ra. Rồi, rót ra này,
vừa rót vừa lắc này. Đó, bây giờ thì nó đều hơn rồi đó. Đó, tức là linh hồn là phải là cái rót, được chưa? Các bạn phải rót xuống thật là đều đã, rồi là lắc nhẹ 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 thôi. Tập với nước làm sao cho nó đều như vậy thì các bạn sẽ làm được cái hình này thôi. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa cho các bạn trong một cái cốc to hơn để cho các bạn thấy được rõ cái nét vân của mình nó nở lên như thế nào nhá. Alo alo, lên tiếng không? Ok ok. Đang quay một lúc thì máy của mình nó bị nóng quá các bạn ạ. Đây, nãy giờ là quay bằng cái máy này, nhưng mà nãy giờ quay nó nóng quá, nó tịt mất rồi, nên là phải đổi qua quay bằng iPhone, nên là chắc là hình nó sẽ không có được như lúc nãy, nhưng mà không sao. Rồi, ok, đang nói đến cái phần tiếp theo là phần làm cái hình wing tulip trong cốc to, được chưa? Rồi, mình sẽ đánh sữa này. Rồi, đánh sữa xong thì các bạn, như mình nói nhá, là dùng cái ca này vẽ cũng được, không sao cả. Nhưng mà mình thích vẽ trong cái ca to hơn. Nếu mà vẽ trong cái cốc nhỏ này thì mình sẽ dùng cái ca vừa, cỡ vừa. Còn nếu mà vẽ trong cái cốc to hơn thì mình thích dùng cái ca bự hẳn này lên. Rồi, vào đây, các bạn sẽ nghiêng cốc như thế này này. Rồi, vẽ phần nền này cao lên một chút, khoảng cỡ 30% thôi, dừng. Đưa xuống vào hẳn phía sau này. Đó, được chưa? Đó, đây là một cái hình wing tulip. Đó, mình vừa đang trong cái lúc quay thì tay mình nó không có được đúng như cả cái lúc mà mình làm đâu. Bình thường mình làm nó rất là đều. Đó, nhưng mà thôi được rồi, để cho các bạn hiểu được cái ý của mình là sao thôi. Như bạn thấy không, cái hình lên vòng lên rất là rộng. Và mình, các bạn để ý không, ở trong này của mình có rất là nhiều các cái nét vân. Đó, thì cách làm nó cũng y hệt như trong cốc nhỏ này thôi. Các bạn mix khoảng cỡ 30-40% thôi. Xong sau đó thì các bạn đưa cái mũi ca. Mà các bạn có để ý không là cái mũi ca của mình đưa khoảng vào giữa. Nghĩa là cái sữa của mình nó sẽ trôi ra và nó sẽ trôi ở khoảng khu vực 3 đó. Đó, phải rót trước nhá. Nhớ là nhấn mạnh là phải rót cho cái sữa nó trôi ra đã. Xong rồi là lắc nhẹ 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 nhẹ. Vừa lắc vừa thẳng cái cốc theo. Đó, thì như vậy cánh nó sẽ bắt đầu nó nở dần lên, nở dần lên, nở dần lên. Đó, và đến cuối cùng các bạn chỉ cần cho thêm một cái này thôi. Các bạn nếu mà xem trên mạng ấy, sẽ có rất là nhiều người ta biến tấu wing tulip mấy tầng, không, ở phía trên này người ta còn lồng mấy cái hình tim vào với nhau cơ. Mình sẽ cho các bạn xem một cái video mà mình làm một cái hình này ở một cái phong cách khác nhé. Ok, chúc mừng các bạn đã xem được video tới cái phần này. Mình biết rằng đây là một cái video rất là dài rồi, nhưng mà những bạn nào mà ở lại xem đến phần này nghĩa là các bạn rất là đam mê, rất là quan tâm, rất là mong muốn học latte art. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái hình cuối cùng trong bộ 3 hình cơ bản, đó chính là cái hình Rosetta. Là cái hình mà theo nhiều bạn ấy là cái hình khó nhất, nhưng mà cũng có một số bạn ấy thì lại bảo là cái hình này dễ. Đó, rồi ok, dễ khó gì thì mình không bàn. Hôm nay mình sẽ nói cho các bạn cái cách mà mình làm, cái cách mà mình dạy các bạn học viên tiếp cận với cái hình này ra làm sao ha. Như là tất cả những cái gì mà mình chia sẻ cho các bạn nãy giờ ở cái hình tim này, hình tulip này. Đó, tulip 2 cánh, tulip 3, 4 cánh, nhiều cánh, rồi là hình wing tulip luôn. Các bạn đều học được những cái rất là quan trọng trong cái việc làm latte art, đó là gì? Là các bạn cần phải biết được là các bạn phải làm phần nền đến bao nhiêu phần trăm. Các bạn cần phải biết được là các bạn bắt đầu cái hình đó ở khu vực nào. Thì bây giờ đối với cái hình Rosetta đó, rất là đơn giản thôi. Ở cái hình Rosetta ấy, các bạn sẽ đừng có làm cái phần nền quá nhiều, được chưa? Phần nền á, mình khuyên các bạn là chỉ nên giữ ở khoảng là từ 30 cho đến 60% thôi. Lên đến 70% nền là mình thấy hơi nhiều rồi đấy. Rất là ít khi cái hình Rosetta mà lên đến 70% nền. Nó không phải là không làm được, nhưng mà nó sẽ ra một cái style, một cái phong cách hình rất là khác, được chưa? Muốn có một cái phong cách hình Rosetta như những cái gì mà mình chuẩn bị làm đây, thì mình chỉ cho các bạn cái mẹo là gì? Là cái phần nền đừng có làm quá nhiều, tầm 30 cho đến 70%. Ok, và bây giờ thì mình sẽ làm một hình trước trong cái cốc nhỏ này để cho các bạn xem ha.
Rồi. Muốn vẽ tốt hơn thì nên chuyển qua một cái ca to. Các bạn đã học được cái điều này từ mình rồi. Rồi, ca này rất là to. Khi mà ca to ấy, cái sữa cùng cái lượng sữa như thế, nhưng mà bây giờ nó chỉ nằm ở đây thôi. Còn lúc nãy ấy, cái lượng sữa nó nằm ở lên đây. Và khi mà các bạn có từng này sữa trong ca, các bạn nghiêng một tí thôi nó đã trôi ra rồi, nó đã ra cái sữa rồi, thì rất là khó để cho các bạn có thể điều khiển cái sữa mạnh nhẹ theo ý của các bạn. Còn bây giờ khi mà cái sữa nó nằm trong ca này á, các bạn lắc được nhiều hơn này, tại vì ở trong ca còn rất là nhiều khoảng trống này. Các bạn có thể lắc được nhiều hơn này. Cộng với nữa là các bạn có thể nghiêng cái ca được nhiều hơn, đồng nghĩa việc là cái mũi ca của bạn có thể sát được xuống mép cốc hơn. Đó, đấy là những cái mẹo mình chỉ cho các bạn làm. Rồi, với hình Rosetta mình làm mẫu cho các bạn trước này rồi mình sẽ nói tiếp. Làm phần nền 30% khu vực giữa. Đấy, ok. Đây là một hình Rosetta. Theo cái phong cách là phần đế sẽ nở rất là to, rất là cao. Đó, và cái cánh, cái lá nó cũng sẽ là theo cái xu hướng là lá thẳng. Bây giờ làm thế nào để các bạn làm được cái hình giống như hình của mình như đây, thấy chưa? Là gì ạ? Các bạn sẽ làm cái phần nền cho mình á, khoảng cỡ 30% thôi. 30% nhá. Xong sau đó thì các bạn sẽ đưa cái mũi ca này xuống này, vào khu vực giữa. Khi mà các bạn đưa xuống khu vực giữa, cái sữa nó sẽ trôi ra ở khu vực 3. Giữa đây là giữa 2 và 3 ha. Thì khi mà các bạn đưa cái mũi ca này xuống khu vực giữa 2 và 3, sữa nó sẽ chạy ra khu vực 3. Thì các bạn sẽ cứ giữ ở cái mũi ca ở giữa khu vực 2 và 3 thôi. Đây mình lấy một cốc mình minh họa cho các bạn. Đây nhá. Đây à, đây là khu vực 2 này, đúng không? Đây là khu vực giữa 2 và 3 này. Đây là khu vực 3 này, đúng không? Thì khi mà các bạn mix làm cái phần nền xong, các bạn đưa xuống ở khoảng này luôn. Đây là khoảng giữa 2 và 3 chưa? Rồi các bạn sẽ rót mạnh cái sữa ra và cứ đứng ở đây lắc vừa lắc vừa nghiêng cốc lại cho đến khi mà cốc nó ở cái góc này này. Cái góc mà mình nói là đầy hoặc là thẳng đến khoảng cỡ 80% rồi. Đó. Thì lúc đó các bạn đang lắc ở đây, các bạn mới bắt đầu là các bạn lắc kéo về khu vực 1. Và trong cái lúc kéo là cốc nó vẫn phải di chuyển tiếp thẳng lại nha. Đó, đến cái khu vực sát mép này luôn, đến khu vực 1 luôn. Thì nhấc nhẹ lên và cắt xuống khu vực 4. Được chưa? Rồi, thì các bạn thấy không? Ở cái phần hình này nó hơi phức tạp hơn một chút. Tại vì nó kết hợp với nhiều di chuyển cùng một lúc. Cộng với nữa là cái khu vực của nó thay đổi từ khu vực giữa cho đến kéo về khu vực 1. Thậm chí là từ khu vực giữa này các bạn còn phải, nhiều khi các bạn lắc các bạn còn phải hơi đẩy nó xuống một tí đến khu vực 3-4. Rồi các bạn mới bắt đầu là các bạn kéo về khu vực 1 cơ. Cho nước vào đi, cho nước vào để mà minh họa cái dòng nước ra cho nó dễ nhìn. Thì các bạn này, nghiêng cốc đi này, nghiêng cốc nhiều đi, nghiêng cốc chéo này. Đây là cốc thẳng 90 độ này, cốc chéo 45 độ này. Đó, các bạn sẽ rót cao lên cái phần nền đều này, 30%, dừng. Đưa xuống giữa luôn. Lắc ở khoảng này, bắt đầu là 80% mới bắt đầu kéo về. Nhấc nhẹ lên, cắt đến khu vực 4. Đó, đơn giản không? Không đơn giản tí nào đúng không? Mình biết là nhiều bạn nhìn thấy thế, thấy là ôi sao khó thế. Nhưng mà tại vì đây ấy, là mình đang nói cho các bạn hết tất cả các cái kiến thức của cái hình này, các cái điều các bạn cần lưu ý của cái hình này. Có nhiều bạn ấy, các bạn cứ tập vô tình thì các bạn cũng đến thôi, nhưng mà đôi khi là các bạn mất rất là nhiều thời gian. Với cá nhân mình ấy, là mất đến khoảng cỡ gần 2 năm trời mình mới bắt đầu mình ra được cái hình Rosetta, mình thấy là tạm được. Và thậm chí là đến khoảng cỡ là 1 năm hoặc 2 năm đổ lại đây thôi, mình mới bắt đầu mình thực sự hiểu cái hình Rosetta nó hoạt động ra làm sao, để mà bây giờ mình chuyển lại cho các bạn. Được chưa? Nên là mình nói thì có thể hơi nhiều một tí, dạy mà làm sao mà nói ít được. Nhưng mà khi mà các bạn thấm được những cái này rồi, các bạn tập đó, các bạn sẽ có thể nghĩ được hết về tất cả những cái yếu tố đó. Các bạn sẽ biết được là tại sao hình của mình ra to, ra bé, tại sao của hình của mình nó không có dồn tới. Đó, tất cả những cái đó thì mình đã nói cho các bạn hết rồi. Đó, được chưa? Với cái hình Rosetta nhá, nhớ nhá, là bắt đầu ở đâu ạ? Bắt đầu là cái mũi ca nó sẽ bắt đầu vẽ ở đây. Nhưng mà cái lúc đó hình nó sẽ trôi về phía trước này. Và cứ đứng ở lắc ở đây thì cái hình nó sẽ cứ dồn tới, nó sẽ dồn từ khu vực 3 này xuống với khu vực 4 luôn. Và nó sẽ dồn lên. Được chưa? Và khi mà các bạn làm như vậy, các bạn nhớ là phải nghiêng cốc theo đến cái lúc nào mà cốc nó gần đầy như này này, thấy không? Nó không phải là thẳng hẳn nhá, nó mới chỉ là 80% thẳng thôi nhá. Thì các bạn bắt đầu là vẫn giữ cái nhịp lắc đó nhưng mà kéo về khu vực 1, thì các bạn sẽ có được cái lá như vậy. Thấy chưa? Bạn nào ấy mà vừa mới đưa xuống, vừa mới lắc mà kéo về luôn như thế này này là nó sẽ không có được cái lá thon và thẳng như mình đâu. Và nó sẽ không có được cái phần base nó nở cao lên như này đâu. Rồi, như các bạn vừa thấy ấy, thì mình chia sẻ cho các bạn về ba cái hình cơ bản trong cái bộ môn latte art này, là hình tim này, hình tulip này và hình Rosetta.
Nếu mà bạn nào mà chưa nắm được rõ thì hy vọng là sau cái video lần này mình hướng dẫn cho các bạn hiểu rõ hơn về cách hoạt động của ba cái hình đó. Và nếu mà bạn nào mà muốn mình chia sẻ hơn nữa về những cái hình mà các bạn cảm thấy các bạn khó, các bạn chưa tập được đó, muốn mình nói kỹ hơn thì mình có thể là mình chưa chắc là mình làm được luôn đâu, nhưng mà có thể là mình sẽ tập trước, xong sau đó mình tập thành công rồi thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Giống như kiểu là những cái hình này, khi mà mình đã nắm được rồi thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn tất cả những cái gì mình biết. Và nếu mà bạn nào mà thấy cái video này hữu ích thì nhớ là like và để lại comment ở phía bên dưới cho mình, để mình biết mình làm những cái số lần sau. Ok, và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những số lần tới.